vì sao Park Thiên, con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie, không được hưởng thừa kế 2.728 tỷ. Năm 2007, Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi con trai người Việt có tên là Park Thiên, Phạm Quang Sáng. Hiện tại, cậu bé Park Thiên đã là một chàng trai 18 tuổi trưởng thành, tài năng. Angelina Jolie cũng tạo điều kiện cho con trai tiếp xúc với nghệ thuật. Ở tuổi 18, ngoài việc học tập, Park Thiên còn đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho Angelina Jolie. Mới đây, anh chàng đã hợp tác với mẹ trong dự án Without Brad. Trước đây khi Angelina Jolie làm đạo diễn cho bộ phim First They Kill Me Father 2017, Park Thiên cũng đảm nhận vị trí trợ lý, chịu trách nhiệm quay những video, chụp ảnh hậu trường. Angelina Jolie cũng rất tạo điều kiện cho các con tiếp xúc với giới giải trí. Khi tham dự thảm đỏ, nữ minh tinh phim Tiên Hắc Ám đều dẫn theo quý tử, ái nữ đến dự cùng. Mặc dù được Angelina Jolie yêu thương, nhưng Park Thiên vẫn có thể không được thừa kế. Trang Radar Online từng đưa tin, nữ diễn viên đã quyết định để con trai nuôi gốc Campuchia là Madec hưởng số tài sản hơn 116 triệu USD tương đương 2.728 tỷ đồng. Các con ruột của Angelina Jolie là Silo, Nock và Vivien cũng không được thừa kế tất cả. Dẫu có nguy cơ không được thừa kế tài sản, Park Thiên vẫn hiếu thảo, chăm sóc Angelina Jolie hết mực. Mối quan hệ của cậu và những anh chị em khác trong gia đình cũng rất hòa thuận. Sau 15 năm được Angelina Jolie nhận nuôi, Park Thiên có được cơ hội phát triển bản thân tốt. Nữ minh tinh cũng hết mực yêu thương, tạo điều kiện cho cậu chàng tiếp xúc nghệ thuật sớm. Park Thiên, Phạm Quang Sáng, vốn được sinh ra bởi một người mẹ nghiện ma túy và bị bỏ rơi ngay từ lúc còn đỏ hòn tại Bệnh viện Từ Dũ, Hồ Chí Minh. Cậu bé lớn lên tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, Tam Bình trở nên lầm lì, ít nói và tách biệt với mọi người. Những tưởng số phận bất hạnh sẽ theo cậu bé suốt cả cuộc đời, nhưng bất ngờ thay vào năm 2007, cậu được Angelina Jolie nhận làm con nuôi. Cô cho biết cô đã ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt và cô đã chỉ đích danh cậu bé là người cô muốn nuôi dưỡng. Cậu bé được đổi tên thành Park Thiên Jolie Pitt. Kể từ đây cuộc đời cậu bé mồ côi bước sang một trang mới tươi sáng, như chính cái tên trước đây của cậu với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ Angelina và bố Brad Pitt. Từ một cậu bé nhút nhát sợ hãi ngày nào, Park Thiên dần trở thành một cậu bé tinh nghịch, hiếu động. Nhất nhà, cậu cũng thường xuyên có những hành động trêu ghẹo paparazzi. Sau một năm sinh sống ở Mỹ, cậu bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới. Cậu thoải mái và vui vẻ với các anh em cùng bố mẹ của mình, cũng như không còn sợ sự quan tâm soi mói của cánh phóng viên. Ngay từ nhỏ, Park Thiên đã yêu thích nấu ăn, cậu thường xuyên trổ tài đầu bếp đãi cả nhà. Cậu bé cũng bộc lộ khả năng âm nhạc và rất đam mê nghề DJ. Dù sinh sống từ nhỏ ở Mỹ, nhưng cậu bé vẫn không quên quê hương nơi cậu sinh ra. Park Thiên rất kiên trì trong việc học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Năm 2011, cậu đã được mẹ cho về thăm quê hương. Cậu nói dù sống ở đâu thì dòng máu Việt vẫn chảy trong con người cậu và nó thôi thúc cậu hướng về cội nguồn. Park Thiên cũng thường theo mẹ tham gia những chuyến hoạt động xã hội, chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn, hỗ trợ những phụ nữ và trẻ em đang chịu cảnh đời bất hạnh. Được biết thời điểm Angelina Jolie và Brad Pitt ly hôn, Park Thiên từng phải đến điều trị tâm lý sau những tổn thương về tinh thần. Giờ đây, tâm lý của Park Thiên đang dần ổn định hơn và đã có thể trở thành một chỗ dựa cho mẹ và các em. Cậu cũng được mẹ khuyến khích tham gia các hoạt động ngoài trời với bạn bè mà không cần vệ sĩ bên cạnh. Có vẻ Angelina Jolie đang muốn hướng các con đến cuộc sống bình thường hơn, cảm giác của một gia đình ngôi sao. Sau nhiều năm sống cùng Angelina Jolie, từ một cậu bé bất hạnh, cô độc và nhút nhát, Park Thiên đã trở thành một cậu bé ấm áp tuyệt vời, biết tôn trọng và yêu thương mọi người xung quanh và có một cuộc sống hạnh phúc mà mọi đứa trẻ đều mơ ước.